Xin chào anh chị, ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác đề nghị cam kết chi ban đầu trên phần mềm Misa Mimoza.net. Anh chị theo dõi ví dụ như trên màn hình và thực hiện như sau. Vào nghiệp vụ, kho bạc, cam kết chi, đề nghị cam kết chi, rồi nhấn thêm. Tại đây khai báo giúp em các thông tin về đề nghị cam kết chi, chọn loại kinh phí. Trong trường hợp anh chị lập đề nghị cam kết chi bằng ngoại tệ thì tích chọn có phát sinh ngoại tệ. Sau đó nhập các thông tin chung, mã dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, nhà cung cấp, mã nhà cung cấp trên tab Meet, tài khoản ngân hàng, số hợp đồng giấy, ngày ký, ngày hiệu lực, giá trị hợp đồng giấy. Tiếp theo nhập các thông tin chứng từ, ngày lập đề nghị cam kết chi, ngày kho bạc nhà nước ghi sổ và số cam kết chi. Sau đó anh chị nhập giúp em các thông tin chi tiết, diện giải. Thông tin nguồn, chương, khoản đã được lấy theo thiết lập ngầm định, tuy nhiên có thể thay đổi cho phù hợp với từng nghiệp vụ thực tế của đơn vị. Chọn tiểu mục. Nhập số tiền thực hiện cam kết chi, chương trình mục tiêu dự án, cơ cấu vốn, tài khoản ngân hàng, kho bạc. Với các chứng từ khác, anh chị cũng thực hiện các thao tác khai báo tương tự. Sau khi khai báo xong các thông tin thì nhấn cất để hoàn thành. Tại đây, anh chị có thể in được chứng từ đề nghị cam kết chi bằng cách là nhấn in trên thanh công cụ. Trên đây thì em vừa hướng dẫn anh chị các thao tác đề nghị cam kết chi trên phần mềm Misa Mimoza.net 2019. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công!